Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Gióp, chương 1. Tại trong xứ Út Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng: dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Vả một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Sải một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: bò đang cày, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác đến báo rằng: lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng: dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng: các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Chương 2. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan
cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy gia đền gia, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Vả khi ba bạn hữu của Gióp là Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vải trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Chương 3. Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình. Gióp bèn cất tiếng nói rằng: Ngày ta đã sinh ra khá hư mất đi, còn đêm đã nói rằng có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi. Nguyện ngày ấy bị ra tâm tối, nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến, và ánh sáng đừng chiếu trên nó. Chớ gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó, áng mây kéo phủ trên nó, và nhật thực làm cho nó kinh khiếp. Nguyện sự tối tăm mịt mịt hãm lấy đêm ấy, chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm, đừng kể nó vào số của các tháng. Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ, tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó. Ai hay rủa xả ngày và có tài chọc Leviathan dậy, hãy rủa xả nó. Nguyện sao chạng vạng đêm ấy phải tối tăm, nó mong ánh sáng mà ánh sáng lại chẳng có, chớ cho nó thấy rạng đông mở ra, bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta, chẳng có giấu sự đau đớn khỏi mắt ta. Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ? Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi và vú để cho tôi bú? Bằng chẳng vậy, bây giờ ác tôi đã nằm an tịnh được ngủ và nghỉ ngơi, cùng các vua và mưu sĩ của thế gian đã cất mình những lăng tẩm, hoặc với các quan trưởng có vàng và chất bạc đầy cung điện mình. Hoặc tôi chẳng hề có như một thai sảo biệt tâm, giống các con trẻ không thấy ánh sáng. Ở đó kẻ hung ác thôi rài rạc và các người mõn sức được an nghỉ. Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tĩnh, không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa. Tại nơi ấy nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, và kẻ tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn và sinh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay?
Người như thế mong chết mà lại không được chết, cầu thác hơn là tìm kiếm bữa vật giấu kín. Khi người ấy tìm được mồ mả thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay. Người nào không biết đường mình phải theo và bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao lại được sự sống? Vì trước khi ăn, tôi đã than xiết, tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi. Điều thứ kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ. Song nỗi rối loạn đã áp đến. Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến độ các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng: đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bây giờ Hê-rốt là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao, vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Ê-li đã hiện ra, và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Hê-rốt thì nói: ta đã truyền chém dân rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giê-xu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giê-xu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng: trong dân chúng họ nói ta là ai? Thưa rằng: người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng: còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng:
Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy Thầy, xin Thầy nói đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giêsu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giêsu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Giăng cất tiếng nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác.
đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Chương 10. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi. Này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng: Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết, nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày, thành Corazin, khốn cho mày, thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết con là ai. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Đoạn, Ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng: Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Bây giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?
Ngài phán rằng: trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi dịt lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi, làm theo như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.